Vâng, em Chiến chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc nha. Nè, em giới thiệu cho các bác và một cặp loa huyền thoại nhạc vàng. Các bác nghe nhạc vàng qua những bên cối thì không thể thiếu những cặp loa Pioneer CS99A FB. Cặp loa đẹp nguyên mộc nha các bác. Cặp loa này nó có series là hai chiếc là 53, 58 nha các bác. Thì các bác khi xem video lựa chọn đúng sản phẩm, khi em giao cho các bác là sản phẩm đúng series mà các bác đang cần. 53, 58. Các bác nhớ giùm em. Trước khi vào video, mời các bác đăng ký kênh và mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cách thức mua hàng bên em rất đơn giản, các bác nào muốn mua hàng ở xa thì các bác cọc tiền 10% trở lên thì em ship hàng tận nơi cho các bác, hàng đến thì các bác kiểm tra và test vân vân. Ok thì các bác thanh toán số tiền còn lại cho em. Hàng là em tuyển rất là kỹ lưỡng, hàng nguyên mộc nha, nguyên mộc từ Mỹ về nha các bác. Đây là phía trên của cặp loa này. Đấy, gỗ nguyên mộc hết nha. Đấy, rất là đẹp, xuất sắc nha các bác. Canh là cũng là canh zinc nha các bác, canh zinc nha, chứ không phải là canh the lưới xanh lè xanh lét đâu nha. Đây, các bác có thể xem cái canh trước khi vào. Đấy, canh đẹp lắm nha các bác. Các bác thấy không? Rất là đẹp, gỗ là phải nguyên mộc hết. Đây canh đã vệ sinh sạch sẽ hết bụi bặm rồi nha các bác. Đây, các bác thấy gỗ này nguyên mộc nha. Rồi ok, em tới chi tiết loa, em cắt cái canh nha. Rồi, tiếng loa cực kỳ đẹp nha các bác. Đây, mời các bác xem tổng thể nha. Đấy, trung mộc nha bác, trung mộc nha. Để ý nha, trung mộc. Bát rất là đẹp FB. Tất cả tiếng loa đều có chữ FB nha. Em này sở hữu là 2, 4, 6 đường tiếng nha các bác. 6 đường tiếng có nghĩa là 1 bát 40 gân vải nguyên zin hết. Và 2 trung, 2 siêu trép và 1 trép kèn, 6 lỗ. Cặp loa này là đối tác của những âm ly receiver của Sansui hoặc là những dòng của Mỹ, đánh rất là tốt, tiếng ra mộc mạc, dễ nghe. Các bác nghe bài rề 75 thì nghe cặp loa này là đỉnh nhất rồi nha các bác. 99A. Rồi, em đi đến là chi tiết cặp loa. Và em báo giá luôn cho các bác nha, là 42 triệu nha các bác. 42 triệu giá em đã bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt cho vài trăm thì các bác có lấy lọc. Đây là cạnh phải của cặp loa. Loa nguyên mộc đấy nha các bác. Có thể bằng gỗ này nha. Ok chưa? Loa tiền rất là kỹ, tổng quát cặp loa. Đấy, rất là đẹp. Tiếp tục là tới cạnh bên trái. Cạnh bên trái nha các bác. Đấy. Ok, rất là xuất sắc luôn. Nhìn phía sau. Cặp này series là số đuôi là 53, 58. Đấy, mộc mạc luôn nha các bác. Các bác để ý giùm em. Khi những cái nó có sẽ có bằng gỗ như thế này nha. Đấy. Những cặp mà nguyên mộc là nó có bằng gỗ này. Các bác để ý thấy chưa? Bằng gỗ này. Đấy, nước sơn mộc của nó này. Series 58, 53. Đấy, tem zin nha. Ok. Rồi, bác nào yêu thích những cặp loa nguyên mộc nguyên zin từ Mỹ về thì alo cho em, giá 42 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Đây là trạm loa của sản phẩm nha, hai vi tinh chỉnh mic và chép. Đây, trạm loa tráng tinh nha các bác. Đấy, loa bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục em sẽ quay cặp tiếp theo để các bác nào những cặp loa và âm ly tiếp để các bác tham khảo. Và các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Nếu có sản phẩm nào các bác đang cần thì alo cho em sẽ giao hàng tận nơi cho các bác sử dụng những sản phẩm bên em phân phối. Rất là đẹp nha các bác.